được ấy, nhưng mà sao hôm nay tự nhiên nhiều nó. Trời ơi. Máy mình hết dung lượng nào trời. Máy chó. Có làm gì đâu hết dung lượng. Cái phát trực tiếp này nó hết nhiều dung lượng. Hết nhiều á? Thật à? Người quay xem không? Xem. Chào anh Thọ nhá. Chia sẻ sang bên Facebook của bác này. Cho bọn nó xem này. Đấy. Lại má rồi. Mở mã luôn. Chết. Em chào mọi người chia sẻ với em giúp em được không ạ? Đây rồi. Ừ, nhìn rõ phết gì. Để tắt bỏ quá rồi gì. Vâng. Chào cô ạ. Chào, chào cô trà gừng. Bao nhiêu điểm bao nhiêu? 13-9 à? Hải Đăng thắng ạ. Mọi người xem nhìn rõ không ạ? Hải Đăng thắng anh Cường ạ. Thắng qua Séc. Séc 3 thắng 21-16 hay sao ạ? Đúng rồi, đánh khuê lắm, đánh đây là bao nhiêu? 14-10. Linh, đây là đôi Linh Trâm đúng không? Linh Trâm gặp Hà Vi, Linh Trâm Đồng Nai gặp Hà Vi Đà Nẵng. Chị Linh ấy, Nguyễn Thùy Linh ấy. Nét, nếu mà nét mọi người chia sẻ với em giúp em được. Chia sẻ lên chợ Cầu Lông để cho bạn nào nữ vào đây xem. Ui, hay đấy. Ui. Nét thì ngon rồi. Mọi người chia sẻ với em giúp em đi. Đánh chắc thì xong mấy trận này nữa là xong rồi ạ. Chia sẻ để cho bạn nữ vào đây xem nhé. Ui. Ui, nhảy đập luôn. Chết. Điểm đang là 16-10 à? 16-10. Mạnh chia sẻ với em giúp anh. Hải Đăng thắng, Hải Đăng vượt thắng anh Cường. Hải Đăng thắng 3 set, Hải Đăng này hay quá. Anh Cường chuột rút rồi. Em chào anh Đạt Bù, chào chân đất. Chào anh em nhé. Đây trận đấu giữa Thùy Linh. Cái gì Trâm ấy? Bé Trâm. Bé Trâm ạ. Ồ. Nguyễn Bé Trâm à? Tên rất hay. Vẫn còn. Hay quá. Đôi nữ bên kia đập dã man. Hải Đăng thắng. Hải Đăng đánh hay quá mọi người. Hải Đăng đánh xét 1 thắng 25-23, xét 2 thua 21. Nói chung là xét 3 thắng 21-16 ấy rồi. Em chào chị Hà Thị. Chị Hà nhá. Chị A vào đây xem chia sẻ với Duy Duy anh chị. Mọi người chia sẻ lên mấy mấy giờ. Điểm số là 12-17. Em đánh rồi, em thua rồi. Chị Linh á, chị Linh đơn nữ rồi. Đang số 1 Việt Nam mới được.
Chị vừa đánh đơn xong mới vào đánh đôi tiếp. Hay thế. Điểm số 18-12. Chị Linh đánh thắng ạ. Chị Linh đánh thắng. Đánh thắng, chị Linh thắng 3 set. Vừa đánh đơn xong bây giờ lại vào đánh đôi. Hải Đăng thắng nhá. Mọi người ạ, Hải Đăng với anh Cao Cường thì Hải Đăng thắng. Hải Đăng xuất sắc giành chiến thắng. Đánh 3 set, Hải Đăng thắng 3 set. Đánh set 3 thắng. Chị Trang hình như số nếu mà xếp theo hạng thì chị Trang vẫn số 1, nhưng mà gần đây gặp chị Linh là chị Linh thắng. Mọi người thấy không, nữ nhảy đập hơn cả nam. Ok, mọi người chia sẻ với em lên mấy trăm người xem đi. Chào 130 người xem nhá. Chào Minh Tiến nha, Minh Tiến chia sẻ giúp em học. Chà thế à? Đấy là con gái đập ấy. Chị đấy, chị Hà tập Đà Nẵng. Nhảy đập như đàn ông luôn. Chào Mạnh Cường Nguyễn, chào Dương Tuấn Phong. Anh em cho quả sẻ à? Em chào anh Phùng Giang. Anh Giang vào quyết chiến với đôi này không? Chị Linh thì chuyên đơn. 21, 10 sẽ 1 tháng rồi. Nhẹ đúng không? Tại nhiều quá, nhiều comment quá nó không. Mọi người nhìn có rõ không ạ? Anh ơi, em đang định mua cây Flyver. Được, Flyver đánh hay mà em. Đây là toàn những đôi nữ đánh hay thôi mọi người ạ. Ok, chào Trang cái gì đây? ESCULAP chịu. Không biết tiếng Anh. Đúng rồi ạ. Chị Trâm, bé Trâm ấy ạ. Nguyễn Thị bé Trâm. Tên buồn hay ấy. Chị Linh đánh cho Đồng Nai chị Toán ạ. Em chào anh Thuận. Anh em chia sẻ với em giúp em lên chợ Cầu Lông ạ. Xếp 1 Đà Nẵng thắng. Sơn phòng cho mình. Được. Đúng rồi, bị loại rồi. Vì đây là giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc 2019 tranh giải giữa Next Sunrise ở Đồng Nai ạ. Giải này quy tụ tất cả các tay vợt hàng đầu Việt Nam ạ. Có chứ, anh Tiến Minh có đánh chứ. Anh Tiến Minh không đánh, ai đánh. Ui, khiếp. Ui, đánh cầu Zonex anh em ạ. À, đại diện ạ. Đại diện, chị Linh đại diện. Chị Linh là đại diện như kiểu là thương hiệu, làm đại sứ. Đại sứ thương hiệu. Hình ảnh. Cứ rung rung như chú nhỉ. Cái mắt cho rung.
Đâu, có Dung đâu nhỉ? Tôi nhờ bạn tí, ngày xưa tôi cũng đánh giải toàn quốc. Trời ơi, em làm gì có số điện thoại của bé Trâm? Đồng Lai cố lên. Điểm số 1-2. Đồng Lai là chủ nhà. Anh em cổ vũ cho Đồng Lai đi ạ. Úi, hay quá. Đây là set đấu thứ 2 ạ. Set 1 Đà Nẵng thắng ạ. Xin số điện thoại của chị Trâm ạ. Em không biết chị bao sinh năm bao nhiêu nhưng em lớn rồi. Vâng ạ, để em môi giới chị anh ạ. Tuấn Đức Hồng Nam, Tuấn Đức Hồng Nam có, Tuấn Đức Hồng Nam, Tuấn Đức Hồng Nam chắc là vô địch thôi ạ. Điểm số 3 đều. Điểm số 4-3. Set 1 đồng Đà Nẵng thắng. Đà Nẵng là bên gần màn hình mọi người ạ, máu đỏ. Ở bên kia là Đồng Nai, là chị Linh và chị Trâm ạ. Nhảy đập ác thật. Đánh nó chả đập chứ như đánh đơn mà đéo lập thì đéo ưu nào. Không ạ. Chị Linh thì thực ra chị Linh đánh, chị Linh vừa đánh đơn xong, chị Linh vừa đánh 3 set đơn xong. Đập đi. Hay quá. Xem được không? Hay quá. Chia sẻ trên cái bộ bên xem được. Hay quá. Hay chết nhỉ, mọi người chia sẻ với em giúp em ạ. Ui. Thua xem đầu rồi. Chị Linh xếp hạng, chị Linh là số 1 đúng không? Này nè. Vâng. Giờ số 1 bên đang giải nó bị xếp hạng số 3 này. Chị Linh thì chị Linh đơn nữ là số 1 Việt Nam ạ. Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thùy Linh ạ. Đồng Nai có đây. Tỷ số bao nhiêu rồi kìa? 4-7 à? Tỷ số đang là 7-4. Đà Nẵng đang dẫn 7-4. Chị Linh là quê ở Phú Thọ ạ. Chị sinh năm 97. Đang là đơn nữ là số 1 Việt Nam vậy ạ. Ngày xưa là chị Trang, bây giờ đến chị Linh. Hay quá. Ok Khánh Vi Lâm ơi, cái đấy thì để tí nữa. Ok mọi người chia sẻ với em giúp em được không? Ai chưa chia sẻ thì chia sẻ lên chợ cầu lông giúp em để cho vào nhiều người vào đây xem ạ. Cầu không có lưới, điểm số 8-6 cho Đà Nẵng. Vâng ạ, đây là trận cuối cùng rồi ạ. Vì cũng muộn rồi, vì trận này trận cuối, còn ngày mai mới nhiều trận hay mọi người ạ. Anh mà người đi căng bọc. Tập trung vô đây chị ơi. Cái đấy anh không rõ em ơi. Cái đấy anh không biết em ạ. À chị Linh đang. Vâng ạ à, chị Linh Đà Nẵng sao lại đánh cho Đồng Nai. Làm gì chị có Đà Nẵng đâu đúng không? Đầu quân cho Đồng Nai rồi. Em Sen Bắc Giang giờ không thể lại. Vâng ạ, chị Sen lấy chồng rồi. Chị Linh đang đầu quân cho Đồng Nai ạ. Chị Linh đang đơn nữ số 1 Việt Nam vậy ạ. 97 ấy, xem 97.
Đập cầu không qua lưới, điểm số 9 đều. Chị Trâm sinh năm bao nhiêu rồi? Chúng ngồi thế này. Vâng, đằng sau học là bố chị Linh. Đúng rồi, đấy chị Linh vừa đập cầu đấy. Đập cầu quá hay. Học đang ngồi cạnh bố chị Linh là chú Thơ ở Phú Thọ, ở cùng quê học. Ngày xưa chị Linh cũng tập được cùng đội của học, nhưng mà sau lên cấp 3 chị chuyển vào Đà Nẵng tập. Xong bây giờ đang đầu quân cho Đồng Nai. Vâng, cái đấy để tí nữa anh ơi. Anh em tập trung vào cầu lông đi. Xin số điện thoại cái đấy để sau ạ. À, chị Linh đánh hay lắm mọi người ạ. Chị Linh đang là tài năng mà đang là tài năng của cầu lông Việt Nam, thay thế Vũ Thị Trang. Chị Linh đánh lối cầu rất là thông minh. Chị Linh vừa đánh đơn xong ạ. Vừa đánh đơn 3 set đơn xong, nghỉ được 10 phút thì lại vào đánh đôi. Chị Linh là chuyên đơn. Đơn thì số 1 Việt Nam nhá. Nick Facebook là Nguyễn Thùy Linh. CM97, nhà Phú Thọ. Em thua rồi ạ. Ok. Đúng rồi, chị Linh đấy, chị Linh ở quê mình ấy, Phú Thọ ấy. Chị Linh mặc áo đen với tay phải bên kia nhá. Đang đầu quân cho Đồng Nai ạ. Ok mọi người, những ai đang xem thì giúp học chia sẻ video lên chợ cầu lông được ạ. Mỗi người cho một cái chia sẻ lên chợ đi, cho nhiều người vào đây xem được không ạ. Điểm số là 11-9 nhưng về Đà Nẵng. Đã màn đập. Cầu ngoài sân 12-9. À anh ơi, chị Linh ngày trước thì đầu quân cho Đà Nẵng, nhưng bây giờ đang đầu quân cho Đồng Nai ạ. À, chị Trang thì vẫn đánh hay ạ. Chị Trang thì vẫn đánh hay mà. Cái đấy thì em không biết ạ, cái đấy thì chỉ phải đánh với nhau mới biết, anh người phán xử ạ. Đây là mọi người ạ, đây là điểm số 13-9. Hay thế. Đầu cầu tốt. Điểm 10-13. Nữ đánh hay lắm mọi người ạ. Nam mà anh bình thường vào đây chưa chắc đã ăn được đâu. Đây là giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc 2019 tranh giải Zonex diễn ra ở Đồng Nai ạ. Diễn ra 5-6 ngày, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 9. Hôm nay là ngày thứ 2 rồi. Ok. Chả 200 người đang xem. Mọi người có vẻ là thức muộn ghê nhỉ. Thức muộn thì anh em vào xem cầu lông đúng không ạ. Điểm số 14-10. Hay thế. Cầu tốt. Điểm 11-14. Em đánh rồi ạ. Đơn hôm qua đánh với Hải Đăng. Hôm qua được gặp thần tượng. Hôm qua được gặp thần tượng Hải Đăng. Hải Đăng vừa thắng Cao Cường xong ạ. Vừa thắng 3 set. Hải Đăng, anh Cao Cường chuột rút rồi. Anh Cao Cường vừa bị chuột rút toàn thân luôn. Phải... Nói chung Hải Đăng đánh hay lắm.
điểm số 15-11. Lượt điểm 12-15. Vâng ạ, những ai ở Biên Hòa Đồng Nai thì có thể chung kết không biết đánh ngày bao nhiêu, nhưng mà chắc phải 2-3 hôm nữa chúng ta có thể ra nhà thi đấu Đồng Nai để xem giải đấu ạ. Đánh sáng với tối ạ, sáng đánh từ hay thế ạ. Cố lên, anh em chờ 250 người đang xem. Vâng ạ, vẫn ở Bắc Ninh ạ. Anh em chia sẻ với em giúp em ạ. Mỗi người hơn 200 người xem, mỗi người cho một quả xẻ thì có phải sướng không? Hôm trước Cao Cường cũng thua Hải Đăng, hôm nay thua. Hôm nay Hải Đăng thắng. Hải Đăng đánh hay không? Đúng rồi. Hôm qua đánh với Hải Đăng. Ok, chào Cường Đinh nhá. Ok. Em cảm ơn anh Duy TV ạ. Ok, mọi người chia sẻ với em giúp em lên 400-500 người xem nào. Điểm số bao nhiêu rồi? 15 đều rồi. 3 xét đi. Xem nào, đói cho đói thêm tí nữa nào. Ui. Ok bạn ơi. Mọi người cho em cái chia sẻ đi. Điểm số 16-15. Em chào anh Khánh Bình ạ. Anh thấy gần đây anh có thể ra đi xem ạ. Đúng rồi. À, chị tay phải với chị Hà, đôi bên gần màn hình báo đỏ là đôi Hà Vi ạ. Đôi này đôi nhảy đập như nam luôn. Điểm số 16-15. Anh ơi, nhiều comment quá em không đọc kịp ạ, à, nên anh thông cảm ạ. Cầu ngoài sân, 3 điểm số trôi qua rất đáng tiếc. Điểm số 18-15. Đúng rồi, đập kinh lắm ạ. Hay lắm. Cố lên, anh em cổ vũ cho Đồng Nai. Em cổ vũ cho Đồng Nai. Cổ vũ cho chị Linh luôn. Hay lắm. Ê! Ok, bình luận viên cổ vũ cho Đồng Nai nhé. Em chào cô ạ. Hay quá mọi người, 17-18 rồi. Ông đoán phát này 18 đều rồi. Xem dự đoán có đúng không? Hay là sai? Đập đi. Ui, con không. Ê! Ok mọi người, nhiều comment. Ok, ai cổ vũ cho Đà Nẵng thì cổ vũ cho Đà Nẵng nhá. Ai cổ vũ cho Đồng Nai thì cổ vũ cho Đồng Nai. 300 người xem rồi, chia sẻ lên 500 người xem đi ạ. Đúng rồi, đánh muộn. Điểm số 18 đều. Hay quá nhỉ. Phát này 19-18 này. Đồng Nai cố lên.
Dự đoán chuẩn chưa? Hôm qua lúc em đánh lên 710 xem mà. Khiếp. Hôm qua đánh Hải Đăng sướng. Được gặp thần tượng thì sướng. 19-18 rồi, đánh 3 xét đi. Em cổ vũ cho Đồng Nai vì có chị Linh. Chị Linh cùng quê em và... Còn đây! Ok. Chị Linh đơn đánh hay mà. Chị Linh đơn nữ số 1 Việt Nam mà mọi người. Chị vừa đánh đơn xong ạ. Vừa đánh đơn, đánh bờ, vừa đánh 3 xét đơn xong. Bây giờ vào đánh đôi luôn. Chào hơn 300 người đang xem nhá. Mỗi người cho em một cái chia sẻ lên chợ cầu lông đi ạ. Ui, xét 3 rồi anh em ơi. Hay quá đi. Anh cầm Đà Nẵng 1 triệu ăn 500. Ok, mọi người ạ, xét 3 rồi. Chết rồi. Không chơi cá độ ở đây ạ, dự đoán thôi ạ. Ok, em chào mọi người nhé, chào Phùng Công Khoa. Chúc em buổi tối về. Hải Đăng mà sung mình nghĩ cũng không đánh được Tiến Minh. Thì đúng rồi ạ. Đánh anh Tiến Minh thì... Anh Tiến Minh thì đẳng cấp khác mọi người ạ. Anh Tiến Minh đẳng cấp quốc tế nên là Hải Đăng thì chưa đủ tuổi, nói thật là chưa đủ tuổi để thắng, làm sao mà đã thắng được. Anh em đợi tí xét đấu thứ 3 ạ. Ô, ngày xưa thầy kia huấn luyện viên chị Linh được. Cái chú kia kìa. Bây giờ lại đây cho đi sang quay chỉ đạo bên kia, lại bên này lại ngược nhá. Có nhá, nhận kèo của Minh Tiến nhá. Tôi nhận kèo Đồng Nai. Anh Hải Đăng sinh năm 2000. Anh Phạm Công Quyền ơi, cái đấy em không rõ ạ. Cái đấy em chưa rõ ạ. Nhận kèo Minh Tiến nhá, nhận Đồng Nai nhá. Vâng, anh Tiến Minh đánh hay mà, anh Tiến Minh đẳng cấp quốc tế rồi ạ. Chị Linh vừa đánh đơn xong nhưng mà vẫn khỏe lắm. Cổ vũ đi chủ nhà, cổ vũ đi, bốc được. Em chào anh Trần Xuân Trường. Hải Đăng cao tầm 1m7, hơn 1m7. Không đến á? Làm gì? Cháu 1m75. Hải bét cũng phải 1m70. Đứng cháu thấp một tí thôi. Nhìn lùn thế thôi, nhưng cao lắm mày. Thật. Để nha. Nhìn cao lắm. Chị Linh mình. Ô. Anh em cùng quay trở lại nhá. Anh Hồ Nguyễn Vinh Quang vận động viên Đồng Nai có đánh, có anh Hồ Nguyễn Vinh Quang có đánh đơn ạ. Hình như không biết thắng chưa hay là thua rồi. Vẫn còn. Chị Nhân Trần. Cầu ngoài sân. Xin rồi. Y tế rồi, chuột rút rồi mọi người ạ, hay là bị sao ạ? Một pha vâng ạ, em nói ngọng là bình luận viên nói ngọng, mọi người thông cảm. Em quê ở tứ xã miền quê nói ngọng nên là mọi người thông cảm. Cao Cường Hải Đăng thắng ạ. Hải Đăng hôm nay đánh quá hay luôn. Hai lần gặp nhau đây thì Hải Đăng đã thắng hết. Chị Linh bị căng cơ rồi.
Đà Nẵng 1 triệu ăn 50k. Đây mà chú Hải Đăng cao này mà. Này. Này là mét bấy gì bao nhiêu? Nhìn anh lùn như thôi. Nhìn khung nó to thành lùn. Đúng rồi ạ. Mọi người phải cổ vũ cho bình luận viên bằng một cái chia sẻ đi. Đói lắm rồi. Đang định ăn phở thì... Anh em cổ vũ đi. Chị Linh bị căng cơ rồi. Không biết có tiếp tục thi đấu nữa không. Hải Đăng đánh hay lắm mọi người ạ. Hải Đăng đánh bền kinh khủng. Hôm nay anh xem, hôm nay xem Cao Cường đánh Hải Đăng mà đập như kiểu là bom dã xuống sân mà vẫn không chết. Chị Linh vừa đánh đơn xong. Linh vừa đánh với Thúy à? Thúy ở Bắc Giang. Thúy mới có Thúy sinh năm 2K1. Nhưng mà đánh hay. Công nhận Thúy khỏe chứ. Thúy là vừa sinh 2 giải này. Vâng. Đánh hay thật. Tay không điều chị Linh đâu nhưng mà chạy hết. Mọi người thấy em bình luận chuyên nghèo không? Bình luận viên đến từ Indonesia đang tạm trú tại Đồng Nai, Quốc học. Đúng rồi, chị Linh vừa đánh 3 set đơn xong, đánh với Thúy ở Bắc Giang. Thúy là hạt giống số 2 của giải này. Thúy đánh rất là hay. Em còn rất là trẻ luôn, Thúy mới 2K1, đánh hay thật. Nếu mà đánh 2 set trận trước thì trận này đỡ mệt hơn. Nhưng mà vừa đánh 3 set. Nói gì đó, đánh 3 set mệt lắm mọi người ạ. Thể lực không khỏe thì... Vì thi đấu chuyên nghiệp nó áp lực vì nó cường độ nó cao. Nên là thi đấu 1-2 trận liên tiếp là... Cặp Lâm Đồng Linh với bé Trâm đúng không em? Đây là cặp Đồng Nai ạ. Chị Linh với chị Trâm. Đồng Nai chứ không phải Lâm Đồng. Giờ này đánh buổi sáng. Dạ. Buổi sáng đánh từ 7 8 giờ à? Buổi sáng đánh từ 8 giờ. Buổi tối đánh từ 7 giờ. Nên là những ai mà muốn ra đây xem thì mọi người... Ôi, chết rồi, 20% rồi. Sạc vào. Sạc thì lag lắm. Sao hết pin nhanh thế? Ở đâu nghe cho có sạc đâu. Thằng cu á, sao nó biết nó vào? Nó vừa hỏi cái Linh mật khẩu. Sao đây? Cái gì? Số điện thoại của chú đuôi cuối là như nào nhỉ? 34 hay 56? 56. Con mã về đấy chưa? Điện nhà rồi à? Thế thì phải đợi mà. Thế này có anh ai vào rồi, ai vào làm gì? Phúc này. Mọi người ơi, chị Linh đang bị căng cơ rồi. Không biết có tiếp tục thi đấu nữa không. Mong là chị vẫn tiếp tục được. Ui, vẫn còn hơn 200 người đang xem ạ. Chào anh em nhá.
Đấy. Đây. Đây là bố chị Linh ạ. Đấy. Bố đang ngồi bên trên nhìn. Đứng. Đây là bố chị Linh nha mọi người nha. Chú Thư ạ. Anh em biết chưa? Còn tôi là... Ôi. Anh em nhìn có rõ không ạ? Chết rồi, đừng. Chết rồi, đừng. Cái vẫn nét mà. Đúng chú. Vẫn căng nét này. Mọi người nhìn chất lượng mạng có được không ạ? Em mong là nó được. Vì còn nốt rồi. Chết rồi. Bắt đầu thấy mờ mờ rồi. Mọi người nhìn chất lượng mạng có được không ạ? Không, lúc được, lúc không. Vì còn nốt rồi. Mọi người thông cảm nhá. Nếu mà mờ quá thì mọi người bỏ em nhá. Còn nếu mà vẫn nhìn, vẫn bình thường thì mọi người bỏ em để em còn biết. Anh em đừng rời khỏi màn hình, anh em chia sẻ video giúp em được không ạ? Giải này đánh từ buổi sáng đến từ 8 giờ, buổi tối đánh từ 7 giờ. Chỉ đánh buổi sáng buổi tối thôi. Buổi chiều các vận động viên đừng nghỉ. Nếu mà đánh liên tiếp, đây là giải chuyên nghiệp ạ. Đây là giải chuyên nghiệp nên là không thể thi đấu như kiểu phong trào đánh liên tục được. Giải chuyên nghiệp đánh nó khắc nghiệt hơn, mà cường độ nó mệt hơn. Giải phong trào thì chúng ta có thể đánh 4-5 trận một lúc. Nhưng đây là chuyên nghiệp thì không thể đánh thế được. Nên phải cần thời gian nghỉ ạ. Ok anh em này, động viên chị Linh bằng một chia sẻ được không ạ? Mọi người động viên chị Nguyễn Thị Linh, đơn nữ số 1 Việt Nam, bằng một chia sẻ lên chợ Cô Rông đi. Mọi người chia sẻ phát chị hết cho rút luôn. Anh em chia sẻ đi. Đấy. Căng cơ ra đánh theo kiểu căng cơ. Điểm số 2-1. Không biết thế nào được đâu ạ. Ok anh em, ai chưa chia sẻ thì chia sẻ nhá. Chia sẻ giúp em lên chợ Cầu Lông ạ. Chia sẻ lên chợ, đừng chia sẻ lên trang cá nhân. Chia sẻ đến chợ Cầu Lông thì mình có nhiều người xem rồi ạ. Điểm số 2-1. Ui. Điểm số 3-2. Không sao hết. Ê. Ngoài rồi. Đập cầu tốt. Điểm số 4 đều. Anh em cổ vũ cho.
người cổ vũ cho chị Linh đi ạ. Đủ cổ vũ cho Đồng Nai đi. Học cổ vũ cho Đồng Nai. Tuyên bố thẳng luôn. Điểm số 5-4. Chính đánh kiểu này mới khó chịu. Không đập nữa, chính cái dạng bình tĩnh ấy. À. Đấy. Điểm số 6-4. Miễn là đừng có rút. Còn miễn đừng, nếu mà nó rút một phát thì không đánh được nữa. Nhưng mà nó mà không rút thì điểm số 5-6. Đập mãi đi chứ. Nào, hãy thế à. Người thấy không? Chị Hà chị nhảy đập như đàn ông á. Đôi bên kia đôi Hà Vi. Ok anh em chia sẻ video đi, cổ vũ cho các vận động viên đi ạ. Giờ này cũng rất là muộn rồi. Bây giờ đánh như đánh đơn luôn này. Đứng cao lên. Đứng cao lên chị, đừng. Ai thế nhỉ? Một pha bắt bài có thể nói là một pha, mọi người thấy không? Chạy hẳn lên trước rồi nhá. Bắt bài rồi. Hay phết. Điểm số 8-6. Wow. Một pha vồ lưới. Quá hay. Bắt lưới nhanh thật. Điểm số 7-8. Này đánh như đánh đơn luôn này. Hất cho đập này. Đập đi. Hất tiếp. Tiếp tục. Hay thế nhỉ. Ui. Chào 300 người đang xem. Mọi người chia sẻ lên 500 người xem giúp em ạ. Điểm số 8 đều. Xếp 3 rồi. Dã. Ui. Hay thế. Mọi người thấy chưa? Đánh đơn á, chị Linh chuyên đơn lên những quả chém kinh khủng. Chém đánh đơn thì chém cầu sát lắm. Chị Linh đang là đơn nữ số 1 Việt Nam nhá. Chết rồi, vẫn còn. Hay thế. Ui. Hay quá. Cứ bình tĩnh thôi. Ui. Điểm số 9 đều. Chị Linh. Vâng, chị Linh ở Phú Thọ. Nhưng mà đang đầu quân cho Đồng Nai ạ. Chết rồi. Vâng, vừa đúng rồi ạ. Vừa có sắc vừa có tài. Ngoài rồi. Ui, hay thế. Ô. Cầu trọng tài chính bắt cầu ngoài. Điểm số 11-9. Hai bên đổi sân. Đổi sân thì kết cục cũng đổi luôn. Yên tâm đi. Tỷ số đang là 11-9 nghiêng về Đà Nẵng ạ. Mọi người ơi, phải cố chứ. Đến giờ phút này phải chiến đấu hết hết rồi chứ.
Nếu mà vẫn còn đánh được thì vẫn đánh được ạ. Trừ khi nó chuột rút, nó không đánh được nữa thì phải chịu thôi. Hai vận động viên nữ Đà Nẵng tên là Nguyễn Thị Phương Hà và cái gì Trần Bảo Vi, Vi Hà. Các chị đây sinh năm 97 hay 98 ạ? 98 thì mới có 21 thôi. Còn bên kia là chị Linh và chị Trâm ạ. Điểm số 11-9. Mọi người cho Hồng cổ vũ. Ui, hay lắm. Ui, ui. Đấy là chiều dơ cao đánh khẽ. Đấy. Điểm số 10-11. Đâu? Linh dẫn 11-9 thì 13 11 kèo. Chị Linh vừa bị dẫn. Vâng, một pha nhầm lẫn của bố chị Linh. Điểm số 11 đều. Hay thế. Ui, mà bắt lưới nhanh thật. Chị Hà nhanh. Chị Hà chị chuyên đôi nên là chị bật như đàn ông ạ. Điểm số 12-11. Mọi người chia sẻ với em giúp em đi để cổ vũ cho các vận động viên đi. Vì giờ này rất là muộn rồi các vận động viên. Ui, mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ lên chợ cầu lông. Điểm số 13-11. Cổ vũ đi. Bây giờ rất cần sự cổ vũ. Chết rồi. Uống nước đi chị ơi. Điểm số 14-11. Điểm số 15-11. Cố lên nào. Nhảy đập như đàn ông ạ. Mọi người thế. Sùng thế. Đấy chị Hà. Nguyễn Thị Phương Hà. Chắc thế, đoán thế nhưng mà tên là Hà. Chị Linh đau chân rồi, căng cơ rồi. Mười bảy mười một rồi. Chị Linh vừa mới thi đấu đơn xong nên là thể lực vẫn còn mọi người ạ. Cầu ngoài sân. Chân không chạy nữa. Nó thì đánh ba chắc mỏi lắm chứ. Xong lại đánh luôn đấy chú. Điểm số 19-11 rồi. Nếu mà chị là chị Linh mà thể lực chân vừa đánh nó hơi căng. Căng lên là nếu mà còn khỏe thì chắc chắn sẽ khác.
Điểm số 13-19. Cầu tốt 14-19. À, cảm giác đánh với Hải Đăng à? Cảm giác đánh với Hải Đăng, Hải Đăng là thần tượng của em nên là được đánh với Hải Đăng là sướng rồi không? Hải Đăng vừa thắng anh Cao Cường ạ. Hải Đăng đánh hay lắm mọi người ạ. Anh Cao Cường vừa đánh với Hải Đăng mà bị chuột rút. Em thấy bị chuột rút hết rồi. Mà Hải Đăng vẫn bình thường. Chứng tỏ Hải Đăng quá khỏe luôn. Cầu ngoài sân, điểm số 15-19. Biết đâu bất ngờ lại làm phát. Cố lên. Wow. Trời ơi sao Vân Thanh lại gọi tôi. 20-15 rồi. Đấy mọi người, chân chị Linh căng cơ rồi, không bước nữa. Chiến thắng. Chiến thắng dành cho cặp đôi Đà Nẵng và Hà Vi. Ok anh em. Đấy, đây trận đấu cuối cùng rồi. Vẫn còn 300 người đây. Vẫn muốn xem tiếp à? Ok, chào tất cả anh em nhá. Thì ngày mai mọi người lại theo dõi những trận đấu. Ngày mai là những trận đơn nam Tiến Minh, Hải Đăng, Cao Cường, Đức Phát ạ. À. Bây giờ là ngày mai 8 giờ bắt đầu đánh ạ. À. Bây giờ là chúng ta đi về nghỉ. Đấy. Đây là bố chị Linh. Bay từ Phú Thọ vào đây để cổ vũ ấy, đùa đâu ạ. Nhưng mà vẫn còn đơn. Chị Linh thế là loại đôi đúng không chú? Còn đơn. Còn nội dung đơn nữa. Không đâu trên thế. Mai đánh với ai rồi? Thư à? Ngày mai rất nhiều trận đấu hay mọi người ạ. Mọi người nhớ đón xem nhá. Đấy. Đây là huấn luyện viên Indonesia. Huấn luyện viên của chị Linh ạ. Kìa, bố. Đấy, mọi người nhìn thấy cảnh này xúc động, xúc động. Đấy. Ok, bye bye tất cả anh em nhé. Mai chúng ta xem tiếp.